Khoảnh khắc này khi chúng ta học ở đây, chúng ta biết là đạo nó rất là đơn giản, nó không phải là mê tín. Đạo là một con đường để mình sống an vui hạnh phúc. Đạo là những cái nhận thức đúng đắn, là những quy luật cuộc sống. Chẳng qua do vị Phật chỉ dạy, hay do Chúa Giê-xu chỉ dạy, hay do Ngài Muhammad, hay do bất kỳ vị thầy nào chỉ dạy, thì đạo vẫn là sự thật. Đạo ở đây chúng ta không nói về tôn giáo, chúng ta không nói về đạo Phật hay đạo Thiên Chúa giáo, mà đạo là chúng ta nói về các sự thật. Dù do ai nói ra, dù là một đứa trẻ nói ra thì nó vẫn là đạo. Dù là sự Covid xảy ra nó vẫn là đạo. Ok, dù là tâm sân của mình cũng là đạo. Mình nhìn thấy tâm sân nó sinh và diệt, mình thấy nó là đạo, nó là vô thường, nó là bất nhí, nó là vô ngã. Nên đạo không phải do Đức Phật chỉ dạy thành đạo Phật, Chúa Giê-xu chỉ dạy thành đạo Thiên Chúa giáo, mà đạo là sự thật. Sự thật về nhân quả, sự thật về luân hồi, hay là sự thật về tham sân si, về bản ngã, đang về khổ đau, về hạnh phúc. Thì chúng ta phải nhìn cái khái niệm mà từ thầy dùng từ đạo nhé, mọi người đừng bị dính mắc. Vì nó là ý niệm về cách sống đúng đắn giữa đời sống, hay cách để mình sống một cuộc đời hạnh phúc nhất, an vui nhất, có giá trị nhất. Nên sau này khi chúng ta nói chuyện với nhau về đạo, thì tức là ý thầy muốn nói là đạo của mình là đạo của từ bi, của trí tuệ, như là con đường dẫn đến việc mình càng ngày càng từ bi hơn, càng trí tuệ hơn, càng đáng yêu hơn, càng sâu sắc hơn. Chứ không phải là phân biệt đây là Phật giáo, đây là Nam Tông, đây là Bắc Tông, đây là Thiên Chúa giáo, đây là Tịnh Độ, đây là Hồi giáo. Không. Người tu thật, người hành đạo thật là cái người hiểu được sự thật của đời sống, sự thật trên thân tâm của mình, sự thật về đời sống, để sống một cái cuộc đời ý nghĩa nhất, sâu sắc nhất. Tất cả các hình tướng gọi là y tánh bất y tướng, y pháp bất y nhân, được chưa? Không tập trung vào cái hình tướng bên ngoài, mà tập trung vào cái thực tánh ở bên trong. Cái pháp mà mình học được, cái pháp người ta đang sống cơ. Không phải hình tướng là đạo Phật hay đạo Thiên Chúa giáo, Nam Tông hay Bắc Tông, người xuất gia hay người tại gia, không phải. Được chưa? Nhưng sau này mọi người nhớ học các lớp học của mình, hay là sống trong đời sống này, nhớ tháo toàn bộ các lớp vỏ bên ngoài ra. Trung đạo là quan trọng nhất. Đức Phật dạy mình không có cực đoan. Người nào cực đoan là người đấy đang đi sai, mới là dạy của Đức Phật.